kêu là cái này là cái gì con? Bò lúc lắc với là fan fry này, có tô súp này. Cái này kêu cái món bột chiên. Bột chiên của Sài Gòn View, bột chiên đây. Bột chiên này là ăn với đồ chua này. Có cái nước chấm đâu hà. Đây, chấm đây. Hấp dẫn không? Vincent vừa hỏi mướn xe đạp các mướn xe đi. Đang mướn xe đạp để đi vòng vòng bãi biển cho vui. Rồi cả nhà lấy chiếc xe màu đỏ chạy đây. Đây, cả nhà lên xe rồi. Jason, con lái nghe đi đâu? Đạp xe xong rồi đói bụng rồi đúng không? He's a big one. What? Hot dog nè, hamburger nè. Nè, còn gà phải không? Hay cá? Gà. Ở trước mặt mình là biển này, đây trước mặt là biển. Trong xuôi dọn dẹp lên xe. Lên xe lái tiếp. Tuyệt vời.
bán mấy cái đồ chơi cho con nít. Mấy người đang đứng câu cá. Go.